Vâng, thưa quý vị, sáng nay hơn 3.230 thanh niên của Đồng Nai chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số này có hơn 2.900 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 330 thanh niên tham gia công an nghĩa vụ có thời hạn. Ngay từ chiều qua thì tại các khu vực diễn ra lễ giao nhận quân năm 2024, không khí của ngày hội tòng quân trở nên rộn ràng, vui tươi. Và chiều qua, Ban chỉ đạo Hội trại tòng quân thành phố Long Khánh tổ chức lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề Tự hào tuổi trẻ Long Khánh. Dự khai mạc có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh cùng 248 thanh niên nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, thành phố Long Khánh tuyển chọn 248 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn được các cấp các ngành trên địa bàn thành phố chăm lo chu đáo với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo khí thế sức mạnh cho các bạn thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, trong đó phải kể đến các hoạt động của hội trại tòng quân. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương ở 2 năm, công việc rất là ổn định. Sau khi em nghe phường thông báo em đậu nghị quân sự, em rất là háo hức và vui mừng. Em tạm gác lại công việc ở Bình Dương. Trong 2 năm tại ngũ, em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân và thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm xuất ngũ, em sẽ trở về Bình Dương và làm việc. Năm nay thì có rất là nhiều cái mới, các tiểu trại của các đơn vị thì đều được đầu tư rất là bài bản. Có sự chuẩn bị kỹ càng từ khâu thiết kế, thi công cũng như là chủ đề của hội trại. Hội trại tòng quân là một trong những cái sân chơi giúp cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có một cái sự khí thế, góp phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước của nhân dân ta. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Long Khánh đã tổ chức cho các tân binh đến viếng nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ trước khi lên đường nhập ngũ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu và 248 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này đã dâng hương và đặt vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.